À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Tất cả bắt đầu từ một trận đấu của lũ MU. Tôi mất ngủ triền miên và cứ liên tục như thế trong suốt 6 tháng. Và luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc đó tôi đã không biết rằng việc mất ngủ của tôi lại đánh sập nền kinh tế của cả một thành phố. Hai việc đó liên quan đến nhau như thế nào? Tôi sẽ giải thích cho bạn một cách chậm rãi trong câu lạc bộ đấm nhau. Tôi là một thanh tra bảo hiểm cho một hãng sản xuất ô tô nổi tiếng. Tôi sống trong một căn hộ sang chảnh chứa đầy những món nội thất mà người thành công phải có, như cái máy đạp xe mà tôi không bao giờ ngồi lên, cái bàn âm dương mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa, một bộ bàn ăn với 4 cái ghế cho những người khách mà tôi không bao giờ đón. Mớ nội thất này là minh chứng cho sự thành công của tôi. Căn hộ này là cuộc sống của tôi. Nhưng có một điều gì đó vẫn còn thiếu. Rồi chứng mất ngủ của tôi dần trở nên mất kiểm soát. 6 tháng liên tục tôi không hoàn toàn tỉnh táo ngày nào. Mấy tay bác sĩ thì chỉ khuyên tôi tập thể dục và ăn nhiều táo hơn. Và rồi tôi thử lẻn vào một buổi trị liệu tâm lý cho những bệnh nhân ung thư tinh hoàn. Ở đó, trong vòng tay và bộ ngực của Bob, bỗng tôi bật khóc như một đứa bé. Tôi tìm được những cảm xúc và sự bình yên mà tôi chưa bao giờ có. Bob, một cựu vận động viên thể hình đã phải cắt bỏ tinh hoàn, giờ nhìn như một con gấu với hai quả mướp treo tòng teng trước ngực. Anh ta nghĩ tôi cũng như anh ta, và tôi mặc cho anh ta nghĩ như vậy. Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà khóc trong mỗi buổi chia sẻ. Và tối hôm đó, tôi ngủ say như chết. Cứ thế, tôi trà trộn vào các buổi trị liệu khác nhau, nghe mọi người chia sẻ câu chuyện thương tâm. Tôi tìm thấy giấc ngủ ngon khi nhìn người khác chịu đựng. Những đớn đau của người lạ là thuốc ngủ của tôi, được kẹp vào giữa bộ ngực của Bob và nghe tiếng than khóc cho hai viên bi đã mất của anh ta bên tai, chính là kỳ nghỉ mát của tôi. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ả ta tới. Mala Singer, ả chắc chắn là một người giống tôi. Vì tôi gặp ả ở mọi nhóm hỗ trợ tâm lý, ung thư tinh hoàn, nhiễm trùng máu ngày thứ 5, thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm hàng tháng, hâm mộ Nickma, lao ngày thứ 6, một sự dối gian, cảnh tỉnh cho sự gian dối. Nhưng giấc ngủ ngon lại biến mất, và tôi mất ngủ liên tiếp 4 ngày. Ngày thứ 5, tôi lại gặp ả trong một buổi hỗ trợ cho những người ung thư. Và ngày hôm nay Chloe sẽ là người chia sẻ với chúng ta. Tôi chưa chết, nhưng mà thôi có số cả rồi, sợ làm chi. Nhưng mà tôi hơi cô đơn á mọi người. Có ai muốn cho tôi chút hơi ấm ban đêm trước khi tôi chết không? Tôi có phim khiêu dâm ở nhà và cả dầu bôi trơn và còng tay và dây xích và trà ô lăm. Thôi được rồi Chloe. Và cả bánh cho cô pie nữa. Đủ tôi đi mọi người ơi. Tôi không thể để mất những câu chuyện này và giấc ngủ của mình vào tay Mala. Nên tôi phải làm cho ra nhẽ với ả. Tôi sẽ làm cho ra nhẽ với Tôi tố giác anh bây giờ đấy. Khỉ thật, kế hoạch của tôi chưa được suy tính kỹ lắm. Nên tôi chuyển sang năn nỉ và nhận ra ả cũng giống tôi. Sau một hồi cố gắng thuyết phục, tôi và Mala quyết định chia nhau ra và trao đổi số điện thoại để lỡ có muốn đổi. Sau đó tôi quay trở lại nếp sống bình thường, nếp sống tẻ nhạt, với công việc tuy lương cao nhưng mà hơi trái đạo đức. Đó là cuộc đời, và ta đang chết dần chết mòn từng phút một. Ít lâu sau, trên một chuyến bay, tôi gặp một gã có dáng dấp khá bất cần đời. Hắn là một kẻ thông minh, kiểu thông minh rất đời và danh ma, chứ không phải kiểu sẽ tạo ra xe bay và kiếm hàng nghìn đô từ đó. Tên hắn là Tyler Durden, một tay bán xà phòng, tình cờ có chiếc vali giống hệt tôi và những kiến thức chuyên sâu đến kỳ lạ về hóa học. Anh có biết là chỉ cần một ít xăng với nước cam đông lạnh là mình có thể chế ra cả napalm không? Người ta có đủ thứ để chế ra một quả bom nhà làm, nhưng thay vào đó họ chỉ chế ra ngũ cốc và nó thậm chí còn đéo ngon. À, anh chắc chứ, mấy loại của Nestle cũng ngon. Đéo ngon. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tyler rời đi. Tình cờ sau đúng chuyến bay đó, vali của tôi đã bị bảo vệ giữ lại vì nó rung trong khi vận chuyển, và người ta không biết sự rung đấy là một quả bom hay một cái điều đâu. Mãi đến khuya tôi mới được về nhà, chỉ để thấy căn chung cư của tôi vừa phát nổ. Cảnh sát báo rằng có thể do tôi chưa đóng ga và đi xa trong nhiều ngày, nên khi dây điện tủ lạnh quyết định giở trò, căn phòng của tôi phát nổ. Tôi lướt qua những gì còn lại của mớ nội thất IKEA và nhặt lên mảnh giấy có ghi số điện thoại của Mala. Tôi bất giác gọi cho cô ta, nhưng chả biết nói gì nên lại thôi cúp máy. Đang định thuê một phòng khách sạn thì một ý tưởng lạ đã tìm được đường đến với tôi. Tôi gọi cho tay Tyler bán xà phòng mà tôi vừa gặp và rủ hắn đi nhậu. Tôi đã tìm được chiếc sofa endgame của đời mình với một bộ bàn ghế không thể xinh xắn hơn, và cái tủ quần áo đáng quý đến nỗi tôi bắt đầu thêm sơ vào trước tên của nó. Anh đặt tên cho tủ quần áo à? Đừng coi Kevin là một cái tủ quần áo. Nó chỉ là một cái tủ quần áo thôi. Đừng để cho những vật thuộc sở hữu của anh lại sở hữu anh. Tyler có một cái nhìn rất khác về mọi thứ, một cái nhìn khiến tôi bị cuốn hút. Tyler là một tên cú đêm. Khi người ta ngủ, anh ta làm việc. Việc của anh ta là gì? Edit phim, nhưng không dùng Adobe Premiere. Tại sao lại là cái công việc chán ngắc này? Vì tôi có thể chèn BBC vào giữa một bộ phim gia đình. Và BBC ở đây không phải là tên của một kênh truyền hình. Thi thoảng Tyler còn là bồi bàn ở khách sạn Pressman xa xỉ, cũng chỉ để khủng bố những món ăn ở đây. Tè và súp bít tôm, đánh giấm và bánh trứng, xì mũi và salad rau diếp.
Đó là lối sống của Tyler Durden, một kẻ tự do làm những gì mình thích. Sau buổi nhậu, trước sự ngạc nhiên của tôi, Tyler bảo tôi đấm anh ta mạnh hết sức có thể. Và tôi đã làm thế, và Tyler đấm lại tôi. Và chúng tôi bắt đầu đánh nhau trong phấn khích. Sau đó chúng tôi về nhà Tyler, một tòa nhà đầy đủ tiện nghi. Nếu bạn là một con gián hoặc một con chuột, tôi thích nơi này. Và nhanh chóng dọn đến ở luôn với người bạn mới. Nhưng cuộc đánh nhau giải trí của tôi và Tyler đã sớm thu hút được mọi người, và họ cũng muốn tham gia. Số người kéo đến ngày càng đông. Chúng tôi tổ chức đánh nhau với sự tôn trọng và hoàn toàn không có ác ý, vì nó giúp giải tỏa tốt hơn nhiều so với việc lau chùi bàn ghế. Tôi cứ thế kệ cụ việc tìm căn hộ mới và đòi tiền bảo hiểm, vì ở căn nhà tồi tàn này có mớ sách ẩm ướt thú vị hơn nhiều so với chiếc tivi 200 kênh. Tôi là hành não của rách. Bù tiền sử mớ sách hầm vãi. Ban đêm tôi lêu lổng cùng Tyler, tụ tập đánh nhau và cho mọi người cơ hội để được đánh nhau. Ban ngày tôi chườm đá những vết bầm, húng hắng những búng máu giữa các buổi họp. Quán bar nơi chúng tôi hay lui tới giờ là nơi tụ tập của những người đàn ông tìm kiếm sự giải tỏa. Và điều đó có lợi cho kinh doanh, nên lão bartender thu xếp cho chúng tôi cái tầng hầm để tôi cùng Tyler chính thức lập ra câu lạc bộ đấm nhau, với luật lệ thay đổi mỗi tuần. Luật đầu tiên về câu lạc bộ là không nói về câu lạc bộ. Luật thứ hai về câu lạc bộ là nhớ rõ điều đầu tiên nhé mẹ. Chúng tôi xây dựng một nhóm trị liệu tâm lý bằng bạo lực văn minh và không đi quá giới hạn, để mọi người luôn có thể tươi cười mỗi khi ra về. Khi giờ đánh nhau bắt đầu, chúng tôi tâm sự bằng những cú vật người, chạm bi của nhau bằng những nắm đấm, kết nối với nhau bằng máu, mồ hôi và nước dãi. Và khi giờ đánh nhau kết thúc, chúng tôi lại trở về làm những người xa lạ. Hòn bi sưng tấy của anh không phải lỗi của tôi. Sau 2 tháng với lối sống mới, tôi nhận một cuộc gọi từ Mala. Cô ta vẫn đang loanh quanh ở các nhóm hỗ trợ và muốn tôi đến xem cô ta tự tử. Tôi không muốn phí thêm một giây nào, nên liền để điện thoại đó và cho cô ta thích nói gì thì nói. Và cô ta trong mơ. Sáng hôm sau, cửa phòng Tyler đóng. Lần đầu tiên sau 2 tháng ở cùng không thấy Tyler đâu, chỉ thấy 4 cái bao đã qua sử dụng. Và Mala thì đang lờn vờn trong nhà của chúng tôi. Khi tôi hỏi cô ta đang làm gì ở đây, cô ta tỏ thái độ như thể bị xúc phạm và bỏ đi trong giận dữ. Mala vừa đi thì Tyler thò mặt tới, và tôi hiểu ngay. Tyler đã mò đến chỗ Mala, nấu cho cô ta một nồi súp thịt và cô ta cả đêm. Cũng phải, kiểu người như Tyler chắc chắn là khoái cô ta. Tôi là cái ống mật giận dữ của Jack. Mala lại một lần nữa chõ mũi vào cuộc vui của tôi. Căn nhà tồi tàn vốn đã bất ổn, giờ lại có thêm những tiếng thét ầm ĩ của Mala quấn lấy Tyler. Anh đang làm gì đấy? Làm gì đâu? Thế muốn làm Mala không? Không. Anh đang nói chuyện với ai đấy? Sự bình yên lại một lần nữa rời bỏ tôi. Vẫn là tại Mala, sếp và đồng nghiệp cũng quan ngại khi thấy sự bê tha dần đều của tôi. Khi tôi trở về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ thám tử Stern, báo cho tôi rằng căn hộ của tôi không thực sự nổ do khí ga. Đã có kẻ nào đó phá khóa, đột nhập vào căn hộ và làm nó phát nổ bằng một quả bom tự chế. Tôi là giọt mồ hôi lạnh của Jack. Tyler tạt vào phòng tán vớ vẩn về chuyện đấy. Anh ta vừa đi thì Mala xuất hiện. Cô ta và Tyler không bao giờ ở chung một chỗ trừ khi họ quện nhau. Đây chính xác là cách mà bố mẹ tôi đã từng hành xử. Và đúng như tôi đoán, mối quan hệ của họ đã có vấn đề. Tyler muốn cô ta rời đi, và cô ta cũng không lưu luyến gì. Nhưng kệ cụ Mala, vì tối nay tôi và Tyler đi làm xà phòng. Chúng tôi đột nhập vào một viện thẩm mỹ để chôm số mỡ mà người ta đã hút ra. Với nó, theo Tyler bảo, chúng tôi sẽ có glycerin, thêm acid nitric, chúng tôi sẽ có nitroglycerin và thêm natri nitrat, chúng tôi sẽ có thuốc nổ. Tyler thật là có quá nhiều thông tin hữu ích. Tôi chưa kịp khen tiếp thì anh ta đổ một thứ bột trắng lên tay tôi và dùng một vết bỏng hóa học để dạy tôi cách nghĩ của anh ta. Cách nghĩ của một người đang sống một cách cứng cáp, từ bỏ nỗi sợ và nhìn thẳng vào hiện thực. Sau đó chúng tôi bán đống mỡ đít mà mấy bà nhà giàu đã hút ra cho chính họ với cái giá cắt cổ, dưới cái tên xà phòng handmade. Còn về cơ quan tôi, lão sếp tôi tìm thấy tờ giấy ghi luật của câu lạc bộ đấm nhau và chất vấn tôi về nó, nên tôi bèn giải thích cho lão rằng lão nên cẩn thận một kẻ điên mặc áo button down của Calvin Klein sẽ xách một khẩu AR-10 semi-auto đến văn phòng và cho mọi người biết đầu đạn 7.62x51 có thể cho họ một cái lịch hẹn với Chúa nhanh đến cỡ nào. Khiến lão căng thẳng rời đi, tôi đang nghĩ xem sao mình lại nói chuyện giống Tyler như thế, thì Mala gọi tôi để bảo tôi thử xem vú cô ta có u không. Thực sự ấy, chứ không phải là ong bướm gì. Và trong sự ngạc nhiên của tôi, Mala cảm ơn tôi bằng một nụ hôn. Vừa rời chỗ Mala thì tôi gặp Bob. Bob đã bỏ mấy cuộc nói chuyện hỗ trợ và gia nhập vào câu lạc bộ đấm nhau. Anh ta có kể với tôi những tin đồn kỳ lạ về người lập ra câu lạc bộ, như kiểu người đó chỉ ngủ 1 tiếng mỗi ngày. Nghe kỳ phết, vì cả tôi lẫn Tyler có bao giờ như thế đâu. Tuy nhiên, việc Bob biết về câu lạc bộ và việc câu lạc bộ ngày càng đông chứng tỏ hai điều luật đầu tiên của nó đều đã bị phá vỡ. Tyler đang phàn nàn về điều này thì chủ quán rượu bước vào. Lão đã biết về câu lạc bộ, tấm khứ tay bartender và đòi đuổi hết mọi người đi. Tyler thậm chí còn rủ lão gia nhập câu lạc bộ. Lão đánh Tyler vài lần, nhưng anh ta mỉm cười. Lão không thích bị cười. Lão dồn thêm lực vào những cú đấm, và rồi Tyler bật dậy, ghì lão xuống, dí khuôn mặt máu me vào mặt lão và gào thét, van xin lão để được dùng cái tầng hầm, và chỉ buông lão ra khi lão đồng ý.
Sau đó Tyler giao bài tập về nhà tuần này cho mọi người là đi gợi chuyện đánh nhau với một người lạ nào đó và phải thua. Vấn đề là mọi người lại có xu hướng tránh ẩu đả nên bài tập này hóa ra khó hơn mọi người nghĩ. Còn tôi bị sếp gọi cảnh báo. Tôi là sự điếu ngạc nhiên tí nào của Jack. Giải thích cho lão rằng tôi giờ đang nắm quá nhiều bí mật động trời của công ty và lão giờ phải trả lương cho tôi để tôi giữ im lặng. Đây sẽ là công việc mới hoàn hảo cho tôi và tôi có thể work from home. Nhận ra tôi định tống tiền, lão sếp gọi bảo vệ. Tôi là sự báo thù tự mãn của Jack. À, sao ông lại làm thế? Đúng vậy, tôi cào mặt dàn vạ. Cơ mà sao tự nhiên tôi nhớ đến lần đầu đánh nhau với Tyler nhỉ? Lão sếp thì cứng đờ cả người, lão không biết phải làm gì với tình huống như này. Và những anh bảo vệ vào thật đúng lúc. Thế là tôi được nhận lương trong một năm tới và được thưởng cả Tết, kèm theo 48 vé carbon giảm giá vé máy bay. Giờ câu lạc bộ đấm nhau đã được bảo vệ và thậm chí còn mở rộng sang các bang khác. Tôi là cuộc đời hoang phí của Jack. Tyler sau đó ra bài tập mới thông qua những cái phong bì được niêm kín. Bài tập mỗi người mỗi khác nhưng đều có mục tiêu chung là chống phá những vật chất dư thừa của xã hội. Mớ bài tập đó bắt đầu đi quá xa khi Tyler định dây đến mạng sống của một người vô tội. Tyler dí súng vào đầu một cậu sinh viên tội nghiệp để bắt cậu ta hoàn thành mớ tín chỉ trong 6 tuần và trở thành bác sĩ thú y như cậu mơ ước. Nào bro, ông cần gì phải làm thế? Giờ thằng cu chỉ tập trung vào việc tốt nghiệp thôi. Nó giờ là quả đạn pháo nhắm thẳng vào mục tiêu. Mọi thứ khác chỉ còn là lực cản không khí trong đề thi vật lý thôi. Đến lúc này tôi mới hiểu, Tyler đã gạt bỏ cho cậu nhóc những nỗi sợ thừa thãi. Số tiền trong tài khoản, hay chiếc xe ta lái hay bất cứ thứ quần áo khoác lên người nào, tất cả chỉ làm ta sao nhãng khỏi mục tiêu của mình. Một hôm nọ, tôi phát hiện Tyler đã tha về một mớ rừng tầng. Anh ta bắt đầu một chiến dịch tuyển dụng kỳ quặc để sàng lọc thành viên từ câu lạc bộ đấm nhau về sống chung mái nhà với bọn tôi. Dĩ nhiên không phải để làm quản gia, nhưng cậu thanh niên xa lạ cứ thế kéo đến và tự tạo thành một đội quân cho Tyler. Tại sao Tyler lại cần một đội quân? Chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi tin Tyler. Tyler điều động họ đi làm những hành vi chống phá để thể hiện quan điểm sống của anh ta và gọi đó là dự án Mayhem. Nhưng chúng tôi không chỉ dừng ở phá phách nơi công cộng. Tyler cho người trà trộn và tấn công các ủy viên cảnh sát. Chúng tôi lôi ông ta ngang qua sảng toilet, lột quần ông ta, lấy dây chun buộc bi ông ta và buộc ông ta phải ngưng hết các vụ điều tra nhắm vào chúng tôi. Hoặc là ông ta phải lên Twitter đổi đại từ nhân xưng của mình thành they, them. Dĩ nhiên là ông ta đồng ý. Vụ đe dọa diễn ra êm thấm. Tôi là sự chối bỏ đang cháy loạn của Jack. Những trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra và tôi lần đầu không kìm lại được nắm đấm của mình chỉ vì tôi muốn thế. Trên đường về, tôi chất vấn Tyler về dự án Mayhem, nhưng Tyler phủi biến đi những câu hỏi và lủi xe sang làn đường ngược chiều. Thấy tôi nổi điên, Tyler tiết lộ chính hắn đã cho nổ căn hộ của tôi và bảo tôi Tikka Masala. À không, tôi nhầm. Hakuna Matata Motherfucker. Thế là chúng tôi kệ cụ chiếc xe lao như điên trong cơn mưa tầm tã cho đến khi nó được thắng lại bằng một cú tông xe và lao ra vệ đường. Dĩ nhiên là bọn tôi có sao, nhưng bọn tôi không bận tâm. Trong khi tôi mê man sau vụ đụng xe, Tyler đã đẩy dự án Mayhem đi rất xa. Căn nhà giờ đầy ắp người lạ đang pha chế xà phòng và vạch một mớ những kế hoạch bí ẩn. Người duy nhất không ở đấy là Tyler. Tôi là trái tim vụn vỡ của Jack. Mala tìm tới, tôi bảo Tyler không có ở đây. Cô ta đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu rồi rời đi. Đến đây thì căn nhà bỗng náo loạn, có vài thanh niên đã bị bắn. Họ đã làm nhiệm vụ kích nổ một tác phẩm nghệ thuật gì đó và tiện thể phá hoại một quầy cà phê. Nhưng một viên cảnh sát đã nổ súng và Bob bị trúng đạn vào đầu. Thằng nhóc bị tôi đấm hôm trước liền đề xuất chôn xác và mọi người hưởng ứng rất nhanh. Không, mẹ, đây là Bob cơ mà. Nhưng thưa ngài, anh ấy hy sinh cho dự án Mayhem. Nhưng đây là Bob. Thưa ngài, trong dự án Mayhem chúng ta không có tên. Thế tụi bay gọi nhau bằng gì? Đồng chí trong dự án Mayhem. Đồng chí có trong. Không, đây là Bob. Anh ấy là một người bạn của chúng ta. Hiểu rồi, anh ấy tên là Bob và là bạn của chúng ta. Nếu anh ấy chết cho Mayhem, Mayhem còn mẹ chúng mày. Đội quân của Tyler điên mẹ rồi. Tôi vội lục tung nhà lên để tìm manh mối về hắn và biết được rằng Tyler đã đi khắp các bang. Tôi vội đáp máy bay tới tất cả những nơi hắn đến, mọi quán bar hắn đã vào. Nhưng hắn đã đi trước tôi một bước. Tất cả những chi nhánh câu lạc bộ đấm nhau đều đã bị dẹp. Kỳ lạ là tôi cảm thấy tất cả mớ này như một déjà vu thật dài. Mọi nơi tôi đặt chân đến đều mang lại cảm giác thân quen, cho đến khi một gã bartender nọ bắt chuyện với tôi. Ngài đã đến đây hồi thứ năm tuần trước, đứng đúng chỗ đó và hỏi xem an ninh ở đây như nào. Ngài Durden ạ, ngài quên nhanh vậy sao? Tôi vội phi về phòng và gọi cho Mala. Chúng ta đã làm chưa? Làm gì? Phệt nhau. Anh đùa cái đéo gì đấy? Nào, đang hỏi thật. Thật cái đéo gì hả? Tyler Durden. Vừa cúp máy thì tôi thấy Tyler đã ở trong phòng như một đám mây đen đang trôi đi, để lộ ra một phép so sánh ngu si nào đó. Tôi nhận ra Tyler Durden chính là tôi. Tyler là một nhân cách khác sinh ra khi tôi muốn thay đổi cuộc đời mình. Một bản ngã tự do mà tôi vẫn thầm ước ao. Thi thoảng tôi vẫn là tôi, thi thoảng tôi nghĩ rằng tôi đang quan sát hắn. Nhưng dần dà từng chút một, tôi đã đang trở thành Tyler Durden. Quãng thời gian mà tôi mất ngủ, tôi đã trở thành hắn và sống thêm một cuộc đời hoàn toàn tách biệt. Vấn đề duy nhất là Mala, cô ta đã biết quá nhiều. Tôi đang phản đối thì Tyler chiếm quyền điều khiển cơ thể. Tôi tỉnh dậy bên cái điện thoại nằm lăn lóc, vừa lo lắng rằng thời gian tôi trở thành Tyler đang dần dài hơn, vừa vội vã quay lại căn nhà tồi tàn.
giờ nó đã trống rỗng. Lại là cảm giác déjà vu này. Tôi chợt nhận ra đoàn quân của Tyler không chế xà phòng, chúng chế bom. Và mớ kế hoạch mà chúng đặt ra chắc chắn không phải là đi Disneyland bắt tay với Goofy rồi. Tôi vội đi tìm Mala và cố gắng giải thích cho cô ta về mọi chuyện. Nhưng ngay cả quán ăn mà chúng tôi ngồi cũng toàn lũ người mayhem. Tôi cố tống Mala đi thật xa để bảo vệ cô ta. Mala mãi cũng chịu rời đi và buông những câu cay đắng. Tôi sau đó ra đồn cảnh sát tự thú, khai báo rằng nhân cách khác của tôi đang sắp đánh bom những công ty tín dụng. Nhưng sở cảnh sát cũng toàn bọn người mayhem. Và Tyler đã dặn là phải thiến bất cứ ai có ý định ngăn cản vụ khủng bố của hắn, kể cả hắn. Tôi may mắn giằng được khẩu súng và trốn thoát khỏi chúng. Tôi chạy đến nơi đầu tiên trên bản đồ đánh bom thì Tyler xuất hiện để trêu chọc tôi. Nhưng tôi có một chục quả bom để gỡ và không cái đụ để cho. Mỗi quả bom lại được đặt trong một chiếc xe tải chứa hàng đống chất nổ. Và thời gian thì lại không còn nhiều nữa. Tôi cố lục trong cả trí nhớ của Tyler và thành công gỡ quả bom đầu tiên. Tyler liền nổi đóa và đấm tôi. Tôi cố gắng chạy trốn. Làm sao để chạy thoát khỏi bản thân mình đây? Tôi bị đánh đến bất tỉnh và tỉnh dậy với một khẩu súng kê vào mồm. Tyler đã đưa tôi đến một nơi có thể xem toàn bộ những vụ nổ, đánh sập các công ty tín dụng, xóa mọi khoản nợ, làm sụp đổ hoàn toàn nền tài chính, đưa mọi thứ về con số 0. Mala cũng đã bị mayhem tóm được. Nhưng trước khi chúng đưa cô ta lên đến chỗ tôi và Tyler, tôi kịp nhận ra nếu Tyler chỉ là một nhân cách khác của tôi thì khẩu súng trong tay hắn thực ra đang trong tay tôi. Và tôi mới là kẻ quyết định sống chết của cả hai. Tôi kê luôn họng súng vào mồm và bóp cò, viên đạn xuyên thẳng ra sau gáy tôi. Tyler khọt khẹt chút khói thuốc súng trước khi gục xuống, để lại một mình tôi với cái lỗ rộng 1.5 inch trong mồm. Khi lũ mayhem giải Mala lên, tôi cố cứng họng để đuổi chúng đi, để lại tôi cùng Mala tay trong tay ngắm nhìn những vụ nổ đã quá trễ để ngăn cản. Và mở ra trước mắt chúng tôi một khung cảnh mới.